WinCheck 27 khách Hà Giang đã lật cọc rồi. Anh em đang rút hồ sơ. Đây còn một vài cái mẫu nữa để anh em lựa chọn. Mới về có em Nissan Navara 2015. Con này bản VL thì nó có giải LED định vị ban ngày. Đấy, đèn projector. Đấy, Nissan cái mặt ca lăng của nó cũng mạ chrome sáng đẹp. Đấy, biển Hà Nội anh em nhé. 420 triệu bao rút hồ sơ. Anh em đến thì vẫn còn bớt anh em nhé. Vẫn còn thương lượng thêm. Đấy, cái dòng này bản đủ nó có la răng phay này. Xi nhan gương, gương ốp chrome, có giá lóc nguyên bản. Đấy, và nó có số tự động 2 cầu anh em nhé. Số tự động 2 cầu, máy dầu 2.5. Cái bản EL 1 cầu ấy thì nó có lò xo thôi, lò xo mới giảm sóc thôi. Thế còn bản 2 cầu thì nó vẫn dùng nhíp anh em ạ. Đấy, con này có lắp thùng đầy đủ rồi. Cản bằng thép. Cái dòng này đi thì nó đầm chắc hơn rất nhiều so với cái bản một cầu. Màu trắng giá vô cùng hợp lý. Đấy, giá hơn 400 triệu tí là anh em đã sở hữu cái mẫu có Nissan Navara bản VL với số tự động 2 cầu. Bên cạnh là chiếc XLS 2020, số tự động 1 cầu, máy dầu 2.2 anh em nhé. Con này cũng xin đẹp nguyên bản, lốp theo xe còn rất mới. XLS 2020 có thành thể thao. Bên nhà mình khóa cửa là vì nó chật quá, mở cánh ra cái là nó va vào bên đây. Nếu như mà không khéo thì nó chảy xước. Thế cho nên là những cái con này mình đều có clip riêng hết rồi, có clip có ảnh rồi. Đấy, anh em quan tâm thì cứ kết bạn Zalo với Dũng Đức Trung số 0965 951 955, mình sẽ gửi ảnh cho, gửi ảnh gửi video riêng. Đấy, 2020 đèn nó sáng trưng, xe đẹp xuất sắc, zin hết anh em nhé. Cam kết là zin đẹp, bao check hãng. Giá thì chỉ 535 triệu là bán rồi. Nhà mình đăng là 540 triệu, có anh em là đăng 545 triệu. Thực tế là chỉ 535 triệu là bán. Ở đây là chiếc XLS 2021 anh em này. Đấy. Đấy, cái form 20 thì cái mặt ca lăng nó có hai cái thanh này. Đấy. Sang bên 21 thì cái mặt của nó là dạng tổ ong này. Vẫn là cái hàng nhập khẩu nguyên chiếc anh em nhé. Cái màu trắng. Đèn đó là sáng trưng. Nhìn đẹp xuất sắc. Mua trong hãng Ford Hải Dương luôn. Đây, số điện thoại của mình đây. 0965 951 955 anh em nhé. Đăng kiểm dài. Con này thì 575 triệu. Lốp còn rất là mới, la răng lốp nguyên bản, zin thì con ốc. Con này nên đủ đồ rồi. Nắp thùng, vè che mưa, tay hõm cửa ôm chống xước, màn hình cam nô, ghế da rồi nhá anh em nhé. Chỉ việc đi thôi, xe đẹp. Đấy, tiếp theo là chiếc Mazda 3. Đấy, Mazda 3 đẹp không? Đèn bi. Sơn xi sạch sẽ. Zin đẹp xuất sắc. Giá hơn 400
500 triệu một chút thôi. Đăng kiểm dài tháng 6 năm 2024. Cửa sổ trời gương cụp xòe. Máy xăng 1.5 anh em nhé. Đi nó vô cùng tiết kiệm luôn, 6 lít trên 100 cây, số tự động, đủ các công năng anh em. Ngoài bãi còn mấy con mình quay lốt cho anh em xem. À, bên ngoài này mình còn một chiếc xe gầm cao bánh béo. Đấy, xe của chủ tịch anh em nhé. Toyota Prado anh em nhé. Toyota Prado Land Cruiser 7 chỗ lốp treo. Đấy, đẹp chưa? Giá chỉ có 380 triệu thôi anh em. 380 triệu cho một cái mẫu xe. Máy xăng 2.7. Đấy, anh em quan tâm thì cứ liên hệ với mình nhé. Đấy, số điện thoại của mình, mình xin nhắc lại là 0965 951 955. Và địa chỉ nhà mình ở Uông Bí, Quảng Ninh, đối diện với lại trạm đăng kiểm của thành phố Uông Bí. Bên ngoài này còn mấy cái mẫu xe mình cũng quay để giới thiệu luôn. Và ngoài cái mẫu, mấy cái mẫu xe đang có mặt ở đây thì anh em còn đang đi một con Mazda BT 2018 màu xanh Carbonsai, một cầu số tự động đẹp cực kỳ anh em nhé. Giá cũng chỉ có hơn 400 thôi. Đấy, đây là chiếc Toyota Fortuner bản Sportivo sản xuất năm 2015. Đấy, xe zin đẹp xuất sắc. Giá hơn 500 anh em nhé. Hơn 500 triệu. Số tự động một cầu, máy xăng 2.7. Đấy, con này với lại con Prado kia thì động cơ nó như nhau. Prado thì nó hai cầu trông nó oách tra hơn. Đời nó lại sâu hơn. Con này thì trông nó thanh mảnh nhẹ nhàng, nó đẹp hơn, đi gia đình vô cùng hợp lý. Mình vẫn đi gia đình, con này không có gì để chê cả, có điều là cần tiền thì bắt buộc phải bán. Thì con này anh em cũng đang đi công vụ. Đấy. Đây là con Chi Tông 2009. Đấy. Màu xám. Số sàn 2 cầu. Máy dầu 2.5. Máy gầm zin. Đấy, xe đẹp. Giá chỉ có 240 triệu thôi. Đấy, số điện thoại của mình đây anh em nhé. Đấy, còn bên ngoài này là chiếc Forerunner bản XLS, số tự động một cầu, máy dầu 2.2, lắp thùng cao 380 triệu. Anh em quan tâm đến cái mẫu nào thì cứ liên hệ với mình, số điện thoại mình để ở góc màn hình anh em nhé, 0965 951 955. Con này đi vô cùng thích, mình cũng hơi tiếc nếu phải chia tay em nó, cần tiền thì buộc lòng phải bán thôi, chứ còn con này mình muốn giữ lại để đi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại vào các cái video lần sau.